Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 398. Kinh Đại Bi quyển 4. Khai kinh kệ, Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghe một cái khó thiêm cầu, con đang nghe thấy chuyên thị tụng. Nguyện tỏa như lai nghĩa nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi quyển 4, phẩm 11. Biết ba đời. Phật lại nói: Thì Nam, Như Lai biết rõ nghiệp nhân và quả báo của quá khứ hiện vị lai hiện tại, nghĩa là Như Lai biết nhân tạo quá ở quá khứ là lành là ác, được quả báo ở đời sau sẽ như thế. Nhân quả ở vị lai hiện tại cũng vậy, là lành là dữ, là ít là tổn, Như Lai đều biết rõ. Nếu hiện tại tạo nghiệp xấu mà vẫn được lợi ích, thì đời sau sẽ tổn hao. Hiện tại tổn hao, đời sau nhất định tổn hao. Hiện tại tạo lợi ích, đời sau đạt lợi ích. Như Lai đều biết. Quá khứ tạo nghiệp hiền kém xấu ác, đời sau tạo nghiệp tốt, Như Lai đều biết. Có người nhân hạnh ít nhưng lại được đức báo lớn, nhân hạnh thù thắng, quả đức không thể tính đếm. Có người giải pháp thanh văn chuyên giác, Phật Như Lai cũng đều biết. Người hiện tại chịu khổ, người hiện tại sung sướng, tạo nghiệp lành gây nhân khổ, người làm ác chịu não hại, hiện tạo tác đời sau lại vui. Người làm lành được vui, Như Lai đều biết. Tất cả tội phước nhân quả đời trước của chúng, Như Lai đều biết rõ. Vì biết nên Phật tùy thuận thuyết giảng. Đó là hạnh thứ hai của Phật. Khi ấy Đức Phật nói kệ: Như Lai hiểu nhân chuyên, biết rõ quả báo ứng, thông suốt cả ba đời, biết hành nghiệp chúng sanh. Nhân lành được quả vui, phước đức vào đời trời. Nhân tạo nên khổ não, tất cả đều biết rõ. Hết thảy nghiệp thiện ác từ nhân tạo nên quả, Phật an trụ biết rõ. Do nhìn ngọc trong tay, có người tạo nhân nhỏ lại được quả lớn lao, to lớn hay nhỏ hẹp, Như Lai đều biết rõ. Ngồi giải pháp thanh văn, kẻ tu đạo chuyên giác, người thành hành Như Lai an trụ biết tất cả. Người tạo nhân khổ não lại được quả an vui, tạo nhân lành lại khổ, tất cả đều theo nghiệp. Người luôn làm điều lành lại chịu quả khổ đau, kẻ gây nhiều tội ác được quả báo an vui. Từ nhân khổ báo khổ, từ nhân vui quả vui, tội phước đều tương hợp. Đức Phật biết tất cả sự xoay chuyển ba đời nhân quả của chúng sinh với trí tuệ vô ngại. Phật biết không sai lầm. Phẩm 12. Trí hiểu chúng sinh. Phật nói: Thì Nam, Như Lai biết rõ chí nguyện, sở học hình tướng, nhân lành, nhân hành của tất cả chúng sinh. Thế nào là biết? Hoặc có người sống trong tham dục, giải thoát từ sân hận. Người sống trong sân hận, giải thoát từ tham dục. Người sống trong ngu si tham dục, giải thoát từ sân. Người sống trong ngu si tham dục, giải thoát từ sân. Người sống trong đức lành, giải thoát từ bất thiện. Người không lành, lại tên đạo lành. Người ít siêng năng, giải thoát từ lòng tên vi diệu. Người thích pháp nhỏ là sống trong sự vi diệu. Người sống trong sự vi diệu là tinh pháp nhỏ. Tạo nghiệp tà vậy không thoát các cõi. Người thiếu niềm tin là thành tựu chánh nghiệp. Người hướng đến chánh định giải thoát. Người tin vượt cõi dục. Người tin vượt cõi sắc. Người tin vượt ba cõi. Người ít tin lại đạt sự tùy diệu. Người thích sự tùy diệu lại đưa đến tổn hại. Người sinh vào đâu, thân hình ra sao, gian nghiệp nhiều ít, lòng tin sâu càng, Như Lai đều biết rõ, nên tùy thuận thuyết pháp giúp chúng giải thoát. Đó là hạnh thứ ba của Phật. Như Lai lại nói kệ: Chúng sinh trí khác nhau, sở thích lại không giống, tâm tánh không nhất định, Như Lai đều biết rõ. Phật biết rõ chí hướng cùng mọi sự tinh thích, sống trong tham sân si, hoặc đọa trong ngu muội, ngu si cùng tham dục, tạo nghiệp thiện không thiện, hành nghiệp nhỏ hoặc lớn, Như Lai đều biết rõ. Nhân thấp kém vi diệu, chỉ tánh thích sâu xa, hoặc từ nghiệp đặc thù, siêng năng tinh giả thoát. Từ lòng tin thấp nhỏ là đạt quả vi diệu, từ hạnh đức lớn lao, đạt quả trí thấp kém, tại vậy không tỏ ngộ. Không hiểu được tam muội, tinh thích vượt ba cõi, và biết rõ tất cả. Thân hình lúc thọ sinh, mà việc của chúng sinh, chân tướng đều sai khác, tin tưởng được giải thoát. Chúng sinh trong ba cõi, Phật biết nên giảng pháp, tùy thuận độ tất cả là hạnh của mười lực. Phẩm 13. Chủng loại chúng sinh.
Phật nói thì Nam, Như Lai biết rõ về chủng loại, thân hình của tất cả chúng sinh. Thế nào là biết? Chúng sinh đó tạo tội lỗi, chúng sinh ấy tích lũy công đức, thân tạo ác, không được gia hộ, không được cứu thoát, Như Lai biết rõ. Thế Tôn lại biết cảnh giới của mắt, sắc, thức, hiểu rõ nguồn gốc, ngọn ngành. Nghĩa là Như Lai biết nên bên trong, bên ngoài đều đóng lặng, tai mũi lưỡi thân ý cũng thế. Ý pháp, thức, sự sân khởi, bên trong không, bên ngoài không, trong ngoài đều rỗng lặng. Cá nhân của đất, nước, gió, lửa đều rỗng lặng như hư không. Như Lai biết cõi dục sắc vô sắc, tư tưởng niệm có cõi hữu vi vô vi. Ở cõi hữu vi, vô hành là tưởng, ở cõi vô vi, tưởng là có hành. Ở cõi trần lao, do khách trần mà có dục. Sân hận vốn thanh tịnh thuần khiết, hành có tướng là không thuận niệm. Niết bàn, tướng niết bàn là thuận niệm. Cõi chúng sinh gửi thân là thế, từ trong cõi đó có sự xô đẩy, hành động, siêng năng, chí tánh, an trụ, sinh khởi. Như Lai biết rõ, nên tùy thuận thuyết pháp, đó là hành thứ tư của Phật. Như Lai nói kệ: Sư tự Chúa trong đời hiểu rõ tất cả cõi, chúng sinh ở trong đó tạo mọi nghiệp từ thân. Ở trong cảnh giới ấy, rộng khắp không hạn lượng, an trụ trí nhất thiết, biết rõ hết ngọn nguồn, tội phúc là nguyên nhân, tạo nên mọi quần sinh, từ nhân duyên hòa hợp, sát thân được sinh ra. Ở trong cảnh giới Phật, tất cả được giải thoát. Tỏ biết thân sắc đó, Thế Tôn bậc Tu Thành, đối với mắt sắc ấy và tất cả các pháp, Phật biết là rỗng lặng, vốn tịnh không sầu lo. Tai mũi cũng như vậy, lưỡi già cảnh giới thân, ý pháp các chủng loại, Phật biết là rỗng lặng. Giới đất nước lửa gió, tất cả đều bình đẳng. Sư tự Chúa trong đời biết chẳng khác hư không. Cõi dục đại như vậy, cõi sắc và vô sắc, và biết các cõi đó hình thành từ tư tưởng. Tư tưởng biết khách trận, tạo nên các dục vọng, an trụ hiệu sâu luận, cũng vốn là thanh tịnh. Như Lai phân biệt biết các hành và vô hành, kể cả pháp niết bàn không hề có ba tưởng. Cái tướng trong cảnh giới sinh khởi từ vô minh, tất cả các nguyên nhân hợp tan như ảo thuật. Một đời bao nhiêu thân, vô số các hình sắc, Như Lai tự tỏ biết không do vọng niệm sinh, chẳng khác nào hư không, mười phương không biên vực. Sư tự Chúa trong đời tỏ biết các cảnh giới, trí tuệ Phật thù thắng, cùng tu không trở ngại, trừ người không thể sánh, không một ai hiểu được. Đó là hạnh thứ tư, Thế Tôn trừ câu uế, hiểu rõ các cảnh giới, chỉ dạy các chúng sinh, dùng giới khai ngộ tâm, các nghiệp tạo tội phước, không khởi tâm sân hận, biết tất cả sai khác. Phẩm 14 căn bản. Phật nói thì Nam, Như Lai biết rõ căn tánh của chúng sinh, thế nào là biết? Như Lai biết chúng sinh nào có căn tánh nhu thuận, thông lợi, thấp kém, vừa, cao thượng, căn các căn ấy nương tư tưởng khởi vọng tình, từ sân hận khởi ngu si. Như Lai biết rõ tưởng khởi vọng tình, từ sân hận khởi ngu si. Như Lai biết rõ tưởng niệm của các của căn đó thuộc loại nào, biết từ cấu nhiễm khởi dâm nội si, từ dâm nội si tạo nên nghiệp, từ các nghiệp ác tạo nên căn tánh, từ vô minh tạo nên căn, từ vọng niệm tạo nên căn. Như Lai biết rõ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nam nữ, mạng, vui, khổ, mừng, sợ, quán sát, tiến, thoái, ý, định, tuệ, không khác. Như Lai lại biết nguyên nhân tạo nên các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như Lai lại biết từ tai có căn mũi, từ mũi có căn lưỡi, từ lưỡi có căn thân, từ thân có căn mắt. Thế Tôn hiểu chúng sinh nhờ bố thí nên dần tiến diệu giới, tùy các sự tan giảm, tiến thoái mà dạy các việc bố thí. Có chúng sinh nhờ giới mà hành hành bố thí, Như Lai tùy thuận về các giới. Có chúng sinh nhờ nhẫn nhục mà hành hành tinh tấn, Phật tùy thuận giảng hành nhẫn nhục. Có chúng sinh từ tinh tấn hành hành nhẫn nhục, Phật tùy thuận giảng rõ hành tinh tấn. Có chúng sinh từ định tu trí tuệ, Như Lai giảng rõ về thiền. Có chúng sinh từ trí tuệ tu định, Như Lai tùy thuận giảng rõ trí tuệ, căn lực giác ý, đa thánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, giúp cho chúng tùy căn hiểu tu. Các chúng sinh từ căn thanh văn, học pháp chuyên giác.
Như Lai giảng pháp thanh văn, có chúng sinh từ căn duyên giác học pháp thanh văn. Như Lai tùy tuận giảng pháp duyên giác, có chúng sinh từ căn đại thừa học pháp thanh văn duyên giác. Như Lai tùy thuận giảng pháp đại thừa. Có chúng sinh từ các căn khác nhau học hành đại thừa, Như Lai đều tùy thuận chuyển giảng. Có chúng sinh không có căn tu hành, không thể giảng pháp cho chúng, Phật tùy thuận khuyên chúng giác quán. Có chúng sinh tu học có thể nghe pháp, Như Lai tùy thuận giảng pháp. Thì nam Như Lai biết rõ tất cả sở thích ý niệm từng căn tánh của chúng sinh nơi tùy thuận giáo hóa, đó là hạnh thứ năm của Phật. Đức Phật nói kệ: biết tất cả các căn chi tánh của chúng sinh, căn đó thuộc loại nào, Như Lai hiểu rất rõ. Căn thuộc thượng trung hạ, Thế Tôn biết tất cả. Trí Phật không ai sánh, Phật hiểu từng sở thích, biết dục ái khách trần, căn thấp kém mỏng manh, tâm tánh tâm luôn thô bạo. Tất cả các căn ấy Phật biết nhân gây ra, hiểu rõ cả ngọn nguồn. Với kẻ không làm lành cần độ tát ra sao, từ mắt ý nam nữ cũng lại rõ nhãn căn của vô cùng mừng thích. Từ đâu đến sầu não, việc tu quán đạo nghĩa, tinh tấn ý tuệ định, cũng biết việc sự việc khác, ngọn nguồn của căn tánh. Mắt làm nhân cho tai, tao tạo nên mũi lưỡi, thân là chỗ nương tựa của mắt tai các căn. Từ bố thí tu giới, Phật giảng hạnh bố thí, nhờ giới học bố thí, Như Lai dạy các giới. Tinh tấn nhờ căn nhẫn, Thế Tôn giảng hạnh nhẫn, nhẫn nhục từ tinh tấn, Phật dạy việc tinh tấn. Từ trí căn đạt thiền, vì người nêu trí tuệ. Từ tinh tấn đạt nhẫn, vì người nói tinh tấn. Từ thiền căn đạt tuệ, vì người giảng thiền tư. Từ tuệ căn đạt thiền, vì người nêu thánh trí. Từ căn tánh thanh văn, tiếng tu pháp chuyên giác, Phật giảng pháp thanh văn, không nêu nghĩa chuyên giác. Từ căn tánh chuyên giác, học hạnh của thanh văn, Phật bỏ qua thanh văn. Chỉ dạy pháp duyên giác, căn tánh thuộc bậc thượng là thích học pháp thấp, Phật giảng ba la mật, phân biệt bỏ pháp thấp. Căn chúng sinh các cõi, Phật phân biệt biết rõ để thuần thục các căn, mới là khéo giảng dạy. Biết từ nhân duyên gì, chúng sinh nào thích hợp, Phật hiểu rõ sở thích, chỗ hợp của báo ứng. Từ não tận các căn, từ thuận giảng các pháp. Với trí tuệ sáng soi, Thế Tôn phân biệt biết. Phẩm 15 thần túc. Phật nói: thì nam, Như Lai tỏ biết và đi lại khắp các cõi, nghĩa là biết chúng sinh nhất định được độ tát trong cảnh giới chân thật. Như Lai biết chúng sinh ở cõi đó tạo nghiệp tà vậy, nhất định chịu quả báo tà vậy. Chúng sinh đều từ nhân nói tiền kiếp mà chịu báo ứng. Với chúng sinh có căn tánh thông lợi sẽ được giáo hóa, Như Lai chuyển giảng kinh pháp. Với chúng sinh có thể là pháp khí, Phật quán biết, đang tùy thuận thuyết giảng. Chứ chúng sinh không thể nghe hiểu các pháp, Như Lai dùng giới để giáo huấn. Nếu dạy giới cấm mà chúng vẫn không giải thoát, không được cứu độ, Như Lai sẽ dẫn dụ đưa về pháp vô bản. Như Lai tùy thuận từng căn bệnh để cho thuốc. Chúng sinh nào nhờ nghe pháp Phật thuận tu được giải thoát, chư Phật liền xuất hiện ở đời. Chúng sinh chìm đắm trong nghiệp ác, không thể nghe pháp, Như Lai bảo hộ chúng, sau sẽ giảng kinh pháp. Như thế Bồ Tát luôn phát nguyện độ sinh. Như Lai ra đời vì độ ba việc tham dục. Vì kẻ tham dục, Như Lai ra đời vì để giúp kẻ bị trói buộc trong tham dục được xuất gia. Như Lai ra đời vì độ cho kẻ do nhân tham dục từ kiếp trước mà khổ đau. Như Lai ra đời, Như Lai ra đời độ ba thứ sân, trói buộc trong sân hận, không trọn nguyện ước, ấm cái từ đời trước ràng buộc. Độ ba si, kẻ ngu si làm việc vô minh, kẻ chấp thân, kẻ chìm đắm, giữa căn tánh sáng suốt. Như Lai dùng hạnh khổ để giúp đạt thần tông, giữa chúng sinh yếu kém. Như Lai dùng hạnh an ổn để giúp chống đạt thần tông, giữa kẻ thông tuệ, Như Lai giáo hộ bằng hạnh siêng khổ để giúp đạt thần thông. Giữa kẻ yếu kém, Như Lai giáo hộ điều phục giúp chúng hiểu thần thông. Giới kẻ thông không tên đạo, Như Lai luôn giáo hộ để chúng thành tựu thần thông. Với kẻ ngang ngược, hành thô bạo, Như Lai giáo hóa, giúp chúng sớm đạt thần thông. Không còn ngu muội, luôn vui vẻ, Như Lai biết. Có người nhờ sức của đạo mà đạt trọn vẹn thần thông, có người nhờ tu tập mà được đầy đủ, có người nhờ sức đạo
và sắc tu tập mà được đầy đủ, có người nhờ tánh hòa nhã, nhưng hạnh không hợp, tánh không hòa hợp. Người hạnh hòa hợp, tánh là hòa hợp. Có người tâm thanh tịnh, nhưng tâm khẩu không thanh tịnh. Người khẩu thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Người thanh tịnh cả thân, khẩu, tâm. Người thân, khẩu, tâm đều không thanh tịnh. Như Lai biết rõ tất cả hành nhân quả báo của chúng sinh. Nhân trí Phật không hao tổn. Đó là hạnh thứ sáu của Phật. Đức Phật nói kệ: tất cả hạnh chúng sinh, Như Lai đều biết rõ, thông đạt các chủng loại, phân biệt cõi chúng sinh. Kẻ không có trí tuệ, tạo tác nghiệp hư dối, không thể nào nghe Pháp. Sống trong nghiệp tà vậy, hành nghiệp của tham dục phân biệt có ba nhân. Sân hận cũng có ba, ngu si lại giống vậy. Trong cảnh giới trần dục, đủ vô số chủng loại tất thôn đều biết rõ nhân duyên và báo ứng. Người sinh ăn cần khổ, tâm ý thông đạt cả, kẻ căn tánh thấp kém, tạo nhân và chịu quả. Người căn tánh thông lợi, luôn được sống an ổn, Như Lai luôn giác ngộ, bình đẳng không phân biệt. Người nhu thuận, hòa nhã, an trụ trong tịch tỉnh, nhờ nhân duyên như vậy, sớm đạt được thần thông. Nếu hành mau thành tựu, an ổn sống vui vẻ, tu tập các hạnh lành, tích lũy mọi công đức, hoặc không cần hành đạo, nhưng lại đạt tuệ đạo, hoặc nhờ tu hành đạo nên thành tựu đạo tuệ, hoặc có từ hành đạo nên đạt mọi thành tựu. Như Lai biết cả hai đều từ hành đặc thù. Có người tu tập hạnh, chí tánh lại điều hòa. Người chí tánh hòa thuận, hạnh đức lại không tu. Người căn tánh thông lợi, thanh tịnh cả hai hạnh, và thấy biết tất cả không gì không tâm đạt. Có người tạo tác nghiệp, thân tu hạnh thanh tịnh, nhân tâm và khẩu nghiệp là không thể thanh tịnh. Có người tự giữ mình thanh tịnh thân và khẩu, nên việc làm của tâm là không thể thanh tịnh. Có người ở trong đời thanh tịnh thân khẩu ý. Hạnh nghiệp của chúng sinh Như Lai biết rất rõ, có chúng sinh thành tựu, cũng có kẻ không thành. Đó là hạnh thứ sáu của Như Lai Thế Tôn. Phẩm 16 nhất tâm định ý. Và nói: Như Lai chỉ chân biết rõ từ tam muội thiền định thoát khỏi mọi sân hận nơi phiền não, nghĩa là chúng sinh ràng buộc trong dục trần. Như Lai biết rõ phương pháp đạt thanh tịnh. Như Lai biết vì quên niệm nên có duyên báo, từ vô minh tạo nên dục trần, do vô minh có hành, hành tạo thức, thức tạo danh sắc, danh sắc tạo lục nhập tạo nên xúc, xúc tạo thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh tạo nên già bệnh chết, ưu sầu khổ não. Như Lai biết rõ hai báo ứng và 12 việc giúp chúng sinh thanh tịnh. Hai báo nghe pháp chú thuận từ người, tự mình niệm pháp lại có hai tâm chuyên nhất không tán loạn, hiểu phương tiện tịch tỉnh, quan sát căn nguyên. Lại có hai biết không có nhân ban đầu, biết không có sự đến đi. Lại có hai quán không lây sinh, bình an thân trước sự diệt mất. Lại có hai thành tựu tất cả chứ đạt bằng trí tuệ. Lại có hai tu tập đạo pháp thuận pháp giải thoát, biết vốn thanh tịnh. Lại có hai đạt tuệ diệt tận như không chấp trước, đạt tuệ vô sinh không ỷ lại. Lại có hai thành tựu tính đức, thành tựu chân thật. Đó là hai pháp để đến thanh tịnh mà Như Lai nhận biết. Song dục trần có nhiều, để phương pháp làm thanh tịnh dục trần cũng phải nhiều. Giả lại, từ dục trần đến thanh tịnh cần có nhân quán sát, với phương tiện tùy thuận dục trần tạo nên nhân gần pháp, thao phục kẻ cứu mạng. Trí tuệ của Như Lai tịch tịnh an nhiên trước dục vọng và các pháp ác. Như Lai luôn thanh tịnh hành thiền thứ nhất, an trụ trong cảnh giới tịch diệt. Sau khi xuất thiền thứ nhất, tu tam môn giải thoát, quán thuận nghịch về tam muội, thấy biết bằng tam muội hiện tại bình đẳng. Tam muội của các Như Lai không lo sợ, không ai hại được, không nhân duyên, không vướng nơi phương tiện. Như Lai luôn sống trong định, là bậc tối tôn về định, an trụ một định, biết tất cả định, tâm không thoái chuyển, không tan giảm. Mọi việc làm đều từ định. Tam muội của Phật không do cái khác sinh, không thể quán sát, thanh văn duyên giác không thể biết, vượt cả Bồ Tát không ai hơn, là thâm diệu chúng sinh không thể biết. Trí tuệ của Như Lai tự nhiên không biên giới,
không cùng tận, không thể ví dụ, Như Lai dùng phương tiện quyền bí giáo hóa thanh văn, giúp họ đạt định. Như Lai hiểu rõ hạnh của Duyên Giác Bồ Tát, tùy thời hóa độ, đó là hạnh thứ bảy của Như Lai. Đức Phật nói kệ: Chúng sinh từ nhân duyên, trần lao và ái dục, Như Lai biết tất cả, Trí Phật không vờ vến. Chúng sinh tạo nghiệp tịnh, hay tạo nghiệp không tịnh, Thế Tôn đại trí tuệ, hiểu tất cả không sai. Từ nhân duyên tạo nghiệp, cũng từ đó khởi trí, vô minh là nhân duyên. Có các hình tạo tác, thức danh sách, cứ thế, tạo duyên cho sáu nhập. Thế Tôn biết rất rõ, sự lưu chuyển nhân duyên, các dục vọng phiền não, là do tham mà có, thông đạt về nhân duyên, sự sinh khởi của dục, tư tưởng luôn ràng buộc, cứ thế nhân duyên thành, tất cả các chúng sinh đều thuộc phần duyên khởi. Chúng sinh muốn thanh tịnh còn có hai nhân duyên: nghe pháp từ người khác, quán sát nhờ lời dạy, hoặc riêng mình tự niệm các pháp rỗng lặng, người này sẽ giải thoát khỏi biển khổ sinh tử, tịch tỉnh mà quán sát. Xin đang trừ hai pháp, tư duy suy xét kỹ, các pháp không đến đi, tịnh tâm xét nguồn gốc, không sinh cũng không diệt, tịch tỉnh vào đạo pháp là đạt được thanh tịnh, an trụ trong chánh hạnh, bậc trí tu ba pháp. Ngồi không tự buông thả, tên ba môn giải thoát, thành tựu trí diệt tận, chí thành đạt vô sinh. Đó là các nguyên nhân thanh tịnh đạt chí nguyện. Thế Tôn chuyên tâm biết, luôn an trụ tâm muội, thành tựu pháp tịch tịnh, dùng ảnh làm mọi việc, quán xét và suy xét, từ thuận đến hành nghịch. Phật là vua các pháp, thành tựu tám giải thoát, chỉ từ một tam muội, biết vô số chánh định. Bậc tối tôn biết rõ, hạnh Phật luôn bình đẳng, từ tam muội khởi hành, pháp Phật không cùng tận, do từ nơi hành ấy, tâm thắng không chỗ định, hoặc thanh văn chuyên giác, chánh định cũng như vậy. Gia định của Bồ Tát cũng từng ấy chủng loại, định Phật được an trụ, cầu siêu được vượt tất cả. Như Lai dùng trí sáng, tùy thời giáo hóa chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi quyển 4. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.